Tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Vietjet Bộ Công Thương phối hợp với Tổ chức Xúc tiến Nhập khẩu từ các nước đang phát triển Hà Lan CBI và Dự án Hỗ trợ Chính sách Thương mại và Đầu tư của châu Âu EU MUTRAP tổ chức hội thảo và lễ ký biên bản ghi nhớ MOU về chương trình xây dựng chiến lược thương hiệu ngành thực phẩm Việt Nam. Tại hội thảo, Vietjet, CBI và Dự án EU MUTRAP đã ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác thực hiện chương trình xây dựng chiến lược thương hiệu ngành thực phẩm Việt Nam, tạo đà cho các hoạt động của chương trình trong giai đoạn tiếp theo. Chương trình xây dựng chiến lược thương hiệu ngành thực phẩm Việt Nam do Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cùng các bộ ngành liên quan, các địa phương, các hiệp hội ngành hàng, các tổ chức xúc tiến thương mại và các doanh nghiệp triển khai thực hiện. Chương trình là một cấu phần của chương trình thương hiệu quốc gia, theo định hướng xây dựng và phát triển thương hiệu các ngành hàng Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu và khả năng cạnh tranh, trong đó tập trung đề cao các giá trị liên quan trực tiếp tới ngành thực phẩm Việt Nam.